Chào quý vị và các bạn. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cách chụp ảnh số 0 trên smartphone Xiaomi MIA1. Và đây là giao diện chính của smartphone Xiaomi. Đó, giao diện nó đơn giản. Nó là giao diện gốc của Google. Và bây giờ sẽ vào cái phần chụp ảnh. Đây là biểu tượng camera đây. Đó, đây là giao diện phần chụp ảnh hay giao diện quay phim. Bây giờ ta chỉ nói về phần giao diện chụp ảnh thôi. Chụp ảnh thì vô trong cái phần option này nó có nhiều cái chức năng này. Nó gồm có chỉnh tay. Đó. Rồi panorama, chụp toàn cảnh. Tắt panorama đi. Rồi nó có cái biểu tượng cái vòng xoay ở đây là giữa camera trước và camera sau. Đó. Ở cái phía trên này thì phía góc nó có cái biểu tượng của đèn flash. Phía bên góc phải thì chụp ảnh HDR. Và ở giữa nó có cái hình biểu tượng đầu người nè, cái này là chụp ảnh số 0. Bấm vào đó. Để chụp ảnh số 0. Nó khi mà ta chọn lấy nét vào một cái vật chủ thể thì nó chỉ hiện lên cái chữ Deep Effect, là lúc đó chụp ảnh số 0 được. Thì hiện tại thì tôi lấy nét vào tờ báo thì nó hiện lên cái nút Deep Effect này. Nhưng mà lấy nét ở trạch chỗ khác thì để coi nó báo như thế nào. Nếu như để quá gần, nó quá gần thì nó báo là để chủ thể cách 2.5m. Nó lấy nét ngay cái tờ báo. Còn nó hiện lên chữ Deep Effect là ta chụp số 0 được. Và bây giờ bấm thử đi. Rồi, vậy là xong. Và bây giờ xem cái ảnh nó lại. Đó. Đây là cái ảnh số 0 nhưng mà nó không có được nét bởi vì đang chụp ban đêm. Bây giờ làm lại. Lấy nét chính diện vào tờ báo. Chữ Deep Effect đã hiện lên. Chụp. Đó, đây là ảnh số 0 rồi đó. Nhưng mà nó không rõ nét cho đang chụp đêm. Như vậy là chụp ảnh số 0 đã xong. Xin chào quý vị và các bạn.